bé lọ lem với tuổi thơ khốn khó. Bỗng được sống trong một gia đình giàu có, nơi có những con người không hoan nghênh cô. Lọ lem trong sáng có đủ mạnh mẽ để vượt lên số phận. Chuyện tình hoàng tử và cô bé lọ lem có đẹp như cổ tích. Đón xem chuyện tình lọ lem phát sóng vào 21:40 mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2014, duy nhất trên kênh truyền hình Bến Tre. Mời quý khán giả đón xem.